Trong 2 tháng qua, anh Gary Benchehit, nhà hoạt động môi trường, đã sống trong một ngôi nhà nhỏ rộng 12 m², được làm từ 35.000 túi nhựa có nguồn gốc từ các con sông bị ô nhiễm ở Bali. Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà tí hon tái chế của tôi. Tất cả đều được làm từ 35.000 túi nhựa. Nhìn bên ngoài, bạn thấy nhựa, nhưng vào bên trong, chúng tôi đang sống trong một căn hộ nhỏ chỉ rộng 12 m², được trang bị đầy đủ tiện nghi, với giường, nhà bếp và phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Đây là một dự án cá nhân, nhưng chúng ta thực sự có thể tạo ra những thứ tuyệt vời từ rác.